Chào mừng quý vị và các bạn đến với LTK Bonsai. Hôm nay mình ghé điểm bán cây kiểng của Thúy An ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, giới thiệu cho quý vị các bạn một số cây kiểng về ngày 11 tháng 9. Rồi. Dạ. Chào quý bà con cô bác của kênh LTK Bonsai hôm nay nha, ngày 11 tháng 9 2020 ha. Rồi, đến với clip hôm nay em cũng có một số cây cảnh núi rừng như bằng lăng hoa tím lá nhỏ, tường vi hoa trắng để giao lưu với tất cả bà con trên mọi miền tổ quốc nha, thông qua số điện thoại 0939700449 cũng là số Zalo luôn ha. Đến với mã đầu tiên là một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ mã số 1. Ủa, tường vi hoa trắng nha. Tường vi. Dạ, tường vi hoa trắng, tường vi núi ha. Chiều cao của cây tường vi này là 95. Rồi, hoành thân chỗ đó đó. Hoành thân chỗ này ha. Rồi. Đây, 64. 64. Rồi, cây này khá liền lạc ha. Dạ. Đây, tường vi hoa trắng nha. Mình về mình có thể ghép tường vi của mình. Cũng không có gì ha. Dạ không. Quay qua. Đây. Quay qua. Rồi, ngưng. Rồi. Rồi, đảm bảo sống khỏe ha. Đảm bảo sống khỏe cho cô chú anh chị mình nha. Mã số 1 xin giao lưu với giá là 1.600.000 đồng, bao phí ship toàn quốc ha. Tường vi hoa trắng lá nhỏ nha. Hoa màu trắng hả? Dạ, hoa nó màu trắng chùm á. Tường vi núi ha. Dạ, tường vi núi. Về mình ghép tường vi của mình hoặc là bằng lăng cũng được luôn. Bằng đó. Bằng lăng vô ha. Đây, mã số 2 là tường vi gián quái ha. Chiều cao của cây này là 108. Đó, mình về mình để trong mát tưới nước vài ngày là cây có thể đâm chồi sống khỏe mạnh nha. Rồi, bây giờ đo tổng cái hoành ở chỗ vị trí này đi nha. Đây, đo, để đo, chỗ đó đi. Đo rồi lật thước dây lại nè. Đó, 107, lấy 105 thôi nha. Rồi, quay rồi. Đây, dáng quái nha, gần. Hoa tường vi núi. Chỗ đó ở đây nó có bị bọng nha. Không, ở đây mình nhìn thấy nè. Quay lên chỗ này. Đây nè. Quay qua đây. Đó. Chút nữa. Nè. Rồi đó. Trọng tới dưới luôn rồi. Rồi, cái đó không sao. Cái đó không sao. Tá. Quay dạ. đây. Trả lại. Đó. Đó. Đang nằm trong khe đá. Rồi. Dạ. Bảo đảm bao sống khỏe cho cô chú anh chị mình nha. Mã số 2 xin giao lưu với giá là 2.500.000 đồng nha. Cây rất là nặng ha cô chú anh chị. Rồi đến với mã số 3. Đây, cây này hiện tại là đâm chồi sống khỏe rồi nha. Chiều cao của cây hoa tường vi này là 89. Rồi. Này dạng phôi hả cô chú anh chị. Đó nè, chồi nó nè ha. Cây gừng nó mới có dạng lớn vậy. Dạ. Ở miền Tây thì cây nho đa số nhỏ nhỏ, 83 là hoành ha. Rồi về em ghép vô vô. Dạ. Mã số 9. Mã số 3. Mã số 3 xin giao lưu với giá là 1.900.000 đồng, giá đã bao gồm phí ship nha. Chỗ của em ở hiện tại là khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ha. Những cái bầu này là mình vô bầu mới dạ, ha. Bầu này là mình dâm ha. Đó. Đây, cây này có ôm đá nha cô chú anh chị. Rồi, chiều cao của cây tường vi hoa trắng này là 55. Cũng đã đâm chồi rồi ha. Đó. Đá đây. Dạ. Đá ra sành. Rồi. Rồi, bây giờ con đo tổng hoành nha. Hoành ở vị trí này, kéo thẳng thước dây lấy 75 nha. Rồi. Rồi. Cây mã số 4 xin giao lưu với giá là 800.000 đồng. Giá đã bao gồm phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Mọi thông tin chi tiết hoặc là muốn biết thêm những gì về cây á, thì cứ liên hệ số điện thoại và Zalo nha, 0939700449 nha. Cây này là bọng từ trên xuống dưới nha, tạo cho cái dáng rất là quái nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây hoa tường vi này là 100 nha. Đó, đảm bảo bao sống cho cô chú anh chị mình. Đó. Hoành của cây hoa tường vi này là 78. Này, coi cái bọng rồi, quay đi. Đây, bọng từ đây lên đây ha. Rồi, lấy cây thọt xuống rồi. Đó. Rồi, thông luôn ha. Dạ. Mà vẫn ngoài da ngoài sống. Da rồi. Ngoài sống khỏe rất là dày nha. Rồi. Ngưng coi. Đó. Đây. Rồi, bọng. Rồi, tường vi hoa trắng. Mã số 5 xin giao lưu với giá là 1.900.000 đồng nha.
Bên em bao sóng, cây có vấn đề gì thì cứ gọi cho em ha. 0939700449 nha. Mã số 6. Đây, cây có bộ đế rất là đẹp nha. Đây, để đo chiều cao của nó ha. Chiều cao của cây này là 75. Rồi, dính đi. Hoành của cây này trên vị trí này là 64. Rồi. Dạ. Cây tường vi hoa trắng mã số 6. Xin giao lưu với giá là 1.500.000 đồng nha. Đó. Cây này mình về mình ghép tường vi miền Tây của mình vào ha. Màu huyết rồng, màu hồng, màu trắng đồ cũng vẫn ok nha. Rồi. Rồi nhắc số điện thoại đi. Rồi số điện thoại của em là 0939700449. Cô chú anh chị nào có thắc mắc gì cứ liên hệ số điện thoại đó giùm em ha. Chiều cao của cây này là 104. Đó. Cũng là một cây tường vi luôn nha. Đảm bảo bao sống khỏe cho cô chú anh chị mình ha. Đây. Hoành của cây này là 86 nha. Rồi. Mã số 7 xin giao lưu là 1.900.000 đồng. Đó, cô chú anh chị nào thích cây nào thì cứ alo con cây đó. Giá cả đều thương lượng qua số điện thoại 0939700449 ha cô chú anh chị. Mã số 8 là một phôi tử đằng nha. Tử đằng hoa tím. Đó. Clip này được có con cây nha. Cành bay của nó ra là 50. Hoành ở vị trí này xin báo là 38. Hoa màu tím nở vào mùa hè ha. Mã số 8 xin giao lưu với giá là 1.200.000 đồng. Hoành chưa? Hoành rồi. Dạ hoành rồi. Rồi. Đó. Rồi. Mình về mình để trong mát, tưới nước nhiều vào là cây sẽ dễ đâm chồi ra nha cô chú anh chị. Rồi. Đến với mã số 9 là một cây thị thơm nha. Chiều cao của cây thị này là 55. Cây thị hiện tại nó có bị mục ở chỗ này, bị lũa nha, chứ không phải là bị mục nha. Sành rồi. Dạ. Rồi. Rồi. Tổng cái hoành của nó là 56. Rồi. Hoành thân đại diện của nó là 20. Rồi. Cây thị thơm mã số 9 xin giao lưu với giá là 1.500.000 đồng ha. Mã số 10 là một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mini. Chiều cao của cây này là 43. Mã số 10 nha. Cái này là đặc ha. Hoành ở vị trí này báo là 46. Quay. Mã số 10 800.000 đồng. Bằng lăng núi. Dạ bằng lăng núi hoa tím lá nhỏ. Mình về mình ghép tường vi của mình vào. Hoặc là chơi nguyên thủy của nó là màu tím ha. Rồi. Mã 11. Đây. Chiều cao của nó là 65. Đó ha. Rồi. Hoành của nó là 45. 45 rồi. Dạ, mã số 11 xin giao lưu với giá là 800.000 đồng. Giá đã bao gồm phí ship toàn quốc nha. Rồi, mã số 12. Đó. Chiều cao của nó là 45. Cây đã đâm chồi sống rất khỏe rồi nha cô chú anh chị. Hoành trừ hao là 48 nha. Rồi bằng lăng. Mã số 12 xin giao lưu với giá là 800.000 đồng nữa nha. Giá đã bao gồm phí ship toàn quốc ha. Mã số 13. Đây những cây này hiện tại nó đâm chồi sống khỏe rồi, sức sống nó rất là cao ha. 76. Bên em bao sống nên cô chú cứ an tâm mua hàng bên em ha. Đó. Bây giờ là hoành nha. Hoành ở vị trí này trừ hao lấy 65 nha. Mã số 13 xin giao lưu với giá là 1.100.000 đồng. Rồi chỗ này nó cũng có bọng một chút ha. Dạ nó bọng. Đa số cây núi rừng đều do rồi. Có bọng hết. Có bọng có lũa hết. Rồi đến với mã số 14. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao của cây này là 46. Tổng hoành là 89 thôi nha. 89. Mã số 14 xin giao lưu với giá là 1.100.000 đồng luôn chậm nha. Chậm thôi.
bao sống bao ship toàn quốc. Rồi. Rồi mã số 15. Chiều cao của cây này là 47. Đó, bằng lăng hoa tím lá nhỏ luôn nha. Hoành ở vị trí này xin báo là lấy 75 thôi ha. Đây nè, trừ hao cho cô chú anh chị. Dạ, tổng hoành đó. Mã số 15 xin giao lưu với giá là 1 triệu. Rồi mã số 16. Chiều cao của cây bằng lăng này là 64. Hoành của nó là 63. Đó, mình về mình ghép nha. Cây này hiện tại cũng đâm mục rồi ha. Bông ghim của nó cũng... Dạ, bông ghim của nó rất là đẹp. Những cô chú anh chị nào chưa biết mặt bông thì cứ liên hệ Zalo, em sẽ gửi cho cô chú anh chị xem ha. Mã số 16 xin giao lưu với giá là 1.200.000 nha. Mã số 17. Đây. Chiều cao của cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ này là 60. Đó, cây này rất là đẹp ha. Đây, 95 là tổng hoành nha. Đó. Cây này đâm chồi sống rất là khỏe rồi. Mã 17 xin giao lưu với giá là 1.300.000 đồng nha. Yêu cầu mình để trong mát tưới nước vài ngày là cây có thể đâm chồi khỏe, rất là khỏe ha. Rồi, mã số 18. Chiều cao của cây này là 56. Đó, những cây bằng lăng này hiện tại cũng rất được nhiều người ưa chuộng nha cô chú anh chị. Rồi, tổng hoành của cây này là 115 nha. Đó. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Mã số 18 xin giao lưu với giá là 1.300.000 đồng ha. Giao lưu toàn quốc, giá đã bao gồm phí ship nha cô chú anh chị. Đây. Cây này rất là đẹp luôn ha. U bú. Chiều cao của cây này là 46. Bọng nha. Dạ, bọng này sâu không? Xíu hả? Bọng đẹp. Đây. Ha. Trời ơi, bọng. Quanh. Dưới này chơi bọng mà. Dạ, nhiều người thích chơi bò lũa lắm, chơi bọng. Này là để 104. Đó, mã số 19 xin giao lưu với giá là 1.500.000 nha. Bỏ đất vô đây, trồng cây khác nữa. Trồng cây khác vô đây, cái này người ta có thể ghép lan được á nghe cô chú anh chị. Lên cây này. Mã số 20. Đây, cây này có ôm đá nha cô chú anh chị. Đây. Chiều cao của cây này là 67 nha. Đây, đã đâm những cái chồi mạnh rồi ha. Bằng lăng hoa tím dáng lặt có ôm đá nha. Đá là nằm kích cao dữ vậy. Dạ. Tổng hoành của nó là 105 đi ha, mình lấy tại vị trí này. Mã số 20. Dạ. Đây. Không nhúc nhích gì hết ha. Xin giao lưu với giá là 1.400.000 cho mã bằng lăng hoa tím lá nhỏ, mã 20. Rồi đến với mã 21. Đây, mã 21. Chiều cao của cây này là 90. Đây, có đá luôn ha cô chú anh chị. Rồi, tổng hoành bên kia. Dạ, tổng hoành của nó là 118 nha. Có đá có lỗ luôn. Rồi. Đó. Có cái lạ luôn. Cái này là cây của nó á. Bằng lăng của nó mà cây con mọc ra từ trong đó đó. Mã số 21 xin giao lưu với giá là 1.500.000 nha. Cây này có thể là 30-40 kg ha cô chú anh chị. Mã số 22. Kim bị đó phải rồi, bị đó ngã vô. Đây,
Chiều cao của cây này là 65. Đó, những cây này em bao sống cho cô chú anh chị. Có gì thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em, mọi thắc mắc thông tin gì em có thể giải đáp được cho cô chú anh chị ha. Rồi. Đó. 90 đi ha. Tại có vướng cái dây bên đây nè. Mã số 22 cũng xin giao lưu với giá là 1.500.000 nha. Bao trọn bộ phí ship. Rồi, đến với mã số 23 là mờ sam hai màu nha. Trắng tím. Trắng sữa nha cô chú anh chị. Rồi. Ở đâu cái chiều đổ của nó ha. Đó. Dạ chưa lên bông mà đảm bảo cho cô chú anh chị mình nha. 51 là chiều đổ ha. Đây. Bây giờ để đo cái đây. 27 ha. Đó. Rồi cây sam hai màu này xin giao lưu với giá là 1.500.000 cho mã 23 nha. Đảm bảo tai chi an toàn khi đến tận nhà cho cô chú anh chị ha. Rồi mã số 24 là sam lá rí nha. Chuẩn bị lên bông luôn nha. 33 là chiều cao. Đó, cây đó vô dây hết rồi ha cô chú anh chị. Tàn ngang của nó là 78. Đó, đây. Đó. Bộ đế rất là đẹp, chia đều ha. Bây giờ tổng hoành nha. Tổng hoành là 24 nha cô chú anh chị. Mã số 24 sam lá rí. Xin giao lưu với giá là 2.500.000 đồng. Giá đã bao gồm phí ship toàn quốc nha. Mã số 25 là một phôi trang. 39 là chiều cao. Đây, hai thân một bể đế nha. Giờ mình đo hoành thân đại diện. Trang này trang màu hồng phấn nha. 13 là hoành. Hồng phấn lá nhỏ nha. 25 xin giao lưu với giá là 550.000 nha. Số là màu gì? Màu đỏ. 49 là chiều cao, phôi trang màu đỏ nha cô chú anh chị. Đây. Đó nè, đâm chồi rất là mạnh rồi nha. Đó. 13 là hoành. Nguyên củ đế rất là đẹp. Mã 26 xin giao lưu với giá là 500.000 đồng. Rồi, cũng là cây cuối clip thì cây cảnh bình an xin cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã nhiệt tình ủng hộ con. Con xin chân thành cảm ơn ạ.